Cách để chữa lành phòng rộp Phương pháp 1. Bảo vệ vùng da phòng rộp 1. Đừng đụng đến vết phòng rộp Nếu vết phòng rộp không bị vỡ, bạn hãy cố đừng đụng chạm đến nó. Sẽ tốt hơn nếu có thể tránh vi khuẩn xâm nhập bằng cách để vết thương tự lành mà không cần làm vỡ nó. 2. Ngâm vùng bị thương trong nước ấm Đây là một cách điều trị đơn giản. Dùng chậu hoặc bồn sạch chứa đủ nước ấm để ngâm ngập vùng da phòng rộp. Ngâm trong 15 phút, nước ấm sẽ làm mềm lớp da trên chỗ phồng, giúp vết thương tự khô. 3. Lót êm cho vùng da phồng bằng da lông chuột chuỗi. Nếu bị phồng rộp ở vị trí chịu áp lực dưới bàn chân chẳng hạn, bạn nên lót đệm cho vùng này bằng một miếng Moleskine. Đó là loại vải cốt tông mềm, thường có mặt dán. Điều này sẽ giúp bạn dễ chịu hơn, đồng thời bảo vệ vết phồng rộp. 4. Để vết thương được thoáng khí. Với hầu hết trường hợp phồng rộp, Đặc biệt là những vết nhỏ, độ thoáng khí sẽ giúp vết thương mau lành, hãy để vết thương được hít thở. Nếu bị phồng ở bàn chân, cần chú ý đừng để bụi bẩn bám vào. Phương pháp 2, sử dụng liệu pháp thiên nhiên. 1. Dùng gel lô hội. Lô hội có nhiều đặc tính giúp chữa lành vết thương, giảm đau và viêm tấy. Hãy dùng gel lô hội để phồng rộp mau lành, dùng băng y tế che chắn vết thương sau khi bôi. 2. Làm ướt vết phồng rộp với giấm táo. Dấm táo có đặc tính kháng khuẩn và có thể giúp vết phồng rộp mau lành. Pha nửa cốc dấm với 3 thìa cà phê tinh dầu thầu dầu, bôi hỗn hợp này lên vết phồng rộp vài lần trong ngày và che chắn bằng băng y tế. 3. Thử dùng dầu cham cha. Dầu cham cha có đặc tính kháng khuẩn, đồng thời có tác dụng làm xe da. Thấm ướt dầu chàm trà vào bông cốt tông hoặc gạc, nhẹ nhàng áp lên vết phồng rộp, che chắn vết phồng bằng gạc hoặc miếng dán. 4. Sử dụng túi trà xanh, Trà xanh có đặc tính kháng khuẩn và chứa axit tannic, lúc giảm cứng vùng da. Khi phần da ở chỗ phồng rộp đang bị bắt đầu cứng lại, vết chai có thể hình thành, nhờ đó vị trí này không còn dễ bị phồng rộp. Phương pháp 3. Chọc vỡ vết phồng rộp 1. Xác định sự cần thiết của việc chọc vỡ chỗ phồng rộp. Nếu đó là mốt vết phồng lớn, gây đau đớn hoặc kích ứng, có thể bạn sẽ muốn chọc vỡ nó. Dù giải pháp tốt nhất là không đụng đến vết phồng, nhưng việc chọc vỡ sẽ giảm sức ép từ vết phồng rộp từ đó có thể giúp giảm đau và kích ứng. 2. Rửa tay Dùng nhiều xà phòng và nước ấm rửa tay để vết phòng không bị nhiễm khuẩn hay bụi bẩn khi bạn chọc vỡ nó. 3. Khử trùng kim hoặc kim ghim bằng cồn Bạn cần dùng vật nhọn để chọc thủng vết phòng rộp. Hãy chắc chắn rằng vật đó được làm sạch đúng cách bằng cách dùng gạc thấm đẫm cồn sát trùng và lau chùi. 4. Chọc vỡ vết phồng rộp ở vị trí gần mép. Chọn chỗ gần mép vết phồng, nhẹ nhàng đâm kim hay ghim kim vào vết thương, rút kim khi chất lỏng bắt đầu chảy ra. 5. Rửa và băng vết thương. Dùng gạc sạch lau hết chất lỏng còn sót lại. Khi không còn dịch rỉ ra, hãy nhẹ nhàng rửa vết phồng rộp bằng nước và xà phòng. Che chắn vết phồng bằng gạc và miếng dán. 6 đừng chọc vỡ vết phồng rộp nếu bạn có bệnh nghiêm trọng. Những người mắc một số bệnh nhất định như tiểu đường có rủi ro nhiễm trùng từ vết phồng rộp rất cao. Nếu bạn bị tiểu đường, HIV, ung thư hay bệnh tim, đừng chọc vỡ vết phồng rộp. Thay vào đó bạn hãy đến gặp bác sĩ để được điều trị. 7. Theo dõi dấu hiệu nhiễm trùng Vết phồng rộp hoàn toàn có khả năng bị nhiễm trùng. Nếu nhận thấy bất kỳ dấu hiệu nào, bạn hãy đặt hẹn với bác sĩ ngay lập tức. Phương pháp 4. Phòng ngừa vết phòng rộp một Chọn tất cẩn thận. Nhiều người bị phồng rộp vì tất cọ vào bàn chân. Tình huống này đặc biệt phổ biến ở người chạy bộ. Tránh sử dụng tất cót tông vì loại tất này hút ẩm và dễ khiến bạn bị phồng rộp. Thay vào đó hãy dùng tất chất liệu ni lông hoặc wicking, những chất liệu không hút ẩm. Chúng thoáng khí hơn và sẽ bảo vệ đôi chân của bạn. 2. Mua giày vừa vặn. Nhiều trường hợp phồng rộp bắt nguồn từ việc sử dụng giày không thực sự vừa chân, đặc biệt là giày quá nhỏ. Cỡ giày của bạn có thể thay đổi nửa số trong một ngày. Do đó hãy thử giày vào thời điểm chân sưng nhất trong ngày để đảm bảo rằng đôi giày của bạn đủ rộng, vừa vặn và thoải mái khi mang. 3. Dùng Skin để ngăn ngừa phồng rộp Moleskin có thể được dùng làm đệm lót, bảo vệ vết phồng, đồng thời cũng giúp ngăn ngừa khi bạn dễ bị phồng rộp. Cắt một miếng Moleskin nhỏ và dán vào giày hoặc bàn chân ở vị trí dễ bị phồng. 4. Rắc phấn rôm vào tất Giảm ma sát ở bàn chân bằng cách sử dụng phấn rôm Phấn rôm giúp hút ẩm, một yếu tố có thể dẫn đến phòng rộp 5. Tránh tiếp xúc với những loài thực vật gây phòng rộp Một số loại cây, chẳng hạn như cây sơn và cây thường xuân, có thể khiến bạn bị nổi rộp phát ban Nếu cần làm việc với những loại cây này, bạn hãy cẩn trọng dùng bao tay, quần dài, áo dài và giày